feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Chị Huệ là chủ của Sơn Tùng Auto và rất vinh hạnh khi mà được ngồi chung xe và đang ngồi trên một chiếc xe cũng rất đặc biệt. Đây là chiếc Nissan GT-R bản Nismo, giới hạn chỉ 300 chiếc trên toàn thế giới. Và đây có phải là chiếc duy nhất tại Việt Nam không hả chị Huệ? Chính xác, đây là chiếc duy nhất tại Việt Nam. Ai cũng nói rằng là Nissan thì có gì đặc biệt thì cũng gọi là siêu xe. Không phải, cứ phải là Lamborghini hay là Ferrari thì mới được gọi là siêu xe. Vâng. Nissan, ví dụ như chiếc Nissan chị em mình đang đi đây thì nói rằng là nó quá tuyệt vời, tăng tốc quá mạnh mẽ. 2.7 giây. 2.7 giây, quá tuyệt vời. Chút nữa sẽ tìm một cung đường vắng và chị em mình sẽ thử cái sức mạnh. Sức mạnh đây gọi là niềm tự hào của người Nhật đấy chị. Và khi nhắc đến sức mạnh cỗ máy V6 3.8 thì em cũng phải nhắc đến sự đặc biệt trên mỗi cỗ máy của những chiếc Nissan GT-R, là chỉ do một nghệ nhân bậc thầy, chỉ một nghệ nhân lắp ráp bằng tay, và họ được gọi là Takumi và được ký tên ở trên đó. Wow. Là chị thấy rằng là nó quá chắc chắn, quá chắc chắn. Khi mới đầu lên xe cũng phải thừa nhận rằng là khi mình chạy lúc đầu tiên mình cảm rất là cứng, nhưng mà khi chạy rồi mình mới hiểu được trong cái cứng nó lại có đầy đủ tất cả những yếu tố mềm mại, và nói chung là hoàn toàn thuyết phục chị. Chạy Lambo thì cứng thật sự, chạy Ferrari thì êm hơn, nhưng mà Ferrari nó vẫn có cái cảm giác hơi chồng chảy một chút. Vâng. Nhưng mà nó cũng có những cái đặc trưng và sự hay ho riêng. Nhưng riêng về Nissan Litmo này thì chị thấy rằng là ôi, nếu mà một chiếc xe như này mà tất cả các anh các chị, mà những ai đã từng chơi hoặc đam mê xe mà thiếu em này thì thật sự là hơi bị tiếc. Hơi bị tiếc, bởi vì là cảm giác lái của chiếc xe này thật tuyệt vời. Với những người đam mê xe, đúng không chị? Đúng thì rồi. Khi mà đối với một người bình thường đi, thì khi có thể nhìn thấy chiếc Nissan GT-R này thì có một cái gì đấy kiểu cũng chỉ là một chiếc xe thể thao hai cửa, trông dáng nó cũng gọi là chiến chiến một chút thôi. Với chị hay với tất cả những anh chị em mà đam mê xe thì ít nhất sẽ cảm nhận được cái sự đặc biệt của chiếc xe này. Từ ngoại thất của nó cũng đã khá đặc biệt, cho đến là nội thất bên trong. Rất hiếm khi một chiếc siêu xe mà nội thất bên trong lại phong phú như chiếc Nissan này. Mình ngồi vào nội thất của nó, mình ô, sao chiếc này dị vậy? Dị là cái gì? Bởi vì là nó quá đẹp. Chế độ chạy có rất nhiều chế độ chạy. Chạy lúc đầu tiên mình lên mà ồ, chiếc này mình chạy muốn chạy êm cũng được này, chạy nhanh cũng được, tăng tốc cũng được này, đúng không? Cảm giác ngồi của chị sao? Rất thoải mái. Thoải mái đúng không? Khi mà em cầm lái chiếc xe này thì em có nói rằng là em có thể chạy từ đây vào Sài Gòn cũng được. Mặc dù hơi cứng một chút, nhưng với những người trẻ, những người đam mê tốc độ thì đó là cái điều mà mình muốn. Chị nghĩ là chị cũng đã có thể chạy được từ đây vào Sài Gòn. Khi mà ngồi lên những các siêu xe của Đức này, của Ý này, của Anh này, thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều các công nghệ, sẽ thấy số điện tử này, sẽ thấy màn hình cảm ứng, tất cả mọi thứ. Thì ngồi lên chiếc xe này nó có một cái gì đấy gọi là một cái sự đam mê tốc độ thuần túy, như thấy không? Cần số kiểu chữ Z dính dắt. Thực sự mà nói là quá chắc chắn, chắc chắn. Chạy rất là đầm lái. Chị cảm thấy rằng là nếu mà đi với tốc độ không quá nhanh, chị có thể bỏ hai tay được. Chiếc siêu xe mà có tay lái như này thì chị chạy chị cũng cảm thấy rằng là không mệt. Nói chung là lựa chọn mà yêu bạn này rất là xứng đáng rồi. Cả Việt Nam có một chiếc. Cái sự đặc biệt hơn của nó có là cái gì? Đó là nó chạy, nó làm cho chúng ta chạm tới cảm xúc. Nếu với những ai dành yêu cái sự tốc độ. Từ đấy là em nghĩ là sau gọi là nhiều năm trải nghiệm thì đó là cái từ cô đọng mà chị muốn truyền tải với mọi người cái cảm xúc lúc này, đúng không? Nếu mà ai mà thích tốc độ thì chiếc xe này nó gần như là sinh ra để dành cho các bạn ý. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là với chị chẳng hạn, chị lại thấy rằng là cái xe này có một chi tiết chị cảm thấy rằng là chị chưa ưng lắm. Là. Đó là cái gì? Đó là cái bô. Thiết kế thì rất là đẹp, nhưng mà thiếu đi một cái tiếng bô. Tiếng âm thanh đúng không? Đấy. Nhưng nếu mà ai thích tiếng thêm bô như chút. Chị, như chị là chị sẽ độ thì sẽ đổ thêm tiếng bô vào thì cảm giác nó
thật sự là phấn khích cái cảm giác lái xe của mình lên. Nếu mà đi bô như thế này thì sự nó đang hơi bị hiền quá. Với sức mạnh 600 mã mà tiếng bô thì gọi là đủ dùng thôi. Chỉ để chế độ khi mà ở cạnh nhà hàng xóm thôi. Nên nếu mình đi ra đường rồi thì mình nên phải sử dụng một cái chế độ bô khác để mình cảm nhận được nó nhiều cảm xúc hơn. Và em thấy thì đa phần những người chơi xe, những người đam mê tốc độ thì chắc chắn là họ sẽ có cái phần độ đẽo, phần bô. Thậm chí rằng cứ mỗi một vài tháng người ta lại thay đổi cái tiếng bô một lần. Có. Bởi vì là một chiếc xe cũng giống như chị thôi. Có những thời điểm chị cảm giác thèm nghe tiếng bô xe. Lâu lâu không nghe thế có khi mình cảm thấy nhớ. Chiếc xe này thì có cái phần lốp được thử riêng. Cái phần vai lốp mở rộng hơn so với những cái xe thể thao. Thì khi mà mình đi ấy, chị có cảm nhận được là độ bám đường đó, độ bám đường rất tốt. Chiếc xe này nó nói về thật sự là rất hiếm khi có một chiếc siêu xe mà có độ bám đường tốt như chiếc Nissan Nitmo này. Nếu mà chiếc xe này mà chạy với trên đường cao tốc Hải Phòng, chị nghĩ là chắc sẽ rất tuyệt vời. Cung đường đấy có thể cho chúng ta trải nghiệm được một phần cảm xúc đâu đó phải là tốc. Phải là hơn 100. Và từ tốc độ hơn 100 thì mình mới cảm nhận được cái chất xe này. Đúng không? Để mà cảm giác cầm lái chiếc xe này thì em cảm giác giống như kiểu mình là một racing man ấy. Có một cái gì đấy kiểu chơi ấy. Và đặc biệt khi nhìn thấy chiếc xe này, khi nhắc đến GTR thì phải nhắc đến series Fast and Furious. Mỗi lần nhìn chiếc xe này cái cảm xúc có một cái gì đấy kiểu gọi là kéo lại tuổi trẻ của mình ấy chị. Cách đây khoảng mười mấy năm khi mà em xem những cái bộ phim Fast and Furious đầu tiên thì có Paul Walker chạy chiếc R34 Skyline. Đấy cũng là một huyền thoại và cũng là một cái chiếc xe mà tạo ra danh tiếng của những chiếc Nissan GTR bây giờ. Ngoài ra thì cũng phải nói đến văn hóa JDM. JDM trước kia là một cụm từ nói về hàng nội địa của Nhật, nhưng sau nhiều thời gian nó trở thành một cái văn hóa chơi xe, một văn hóa độ xe những chiếc xe hiệu năng cao như là Nissan GTR, Toyota Supra, rồi cả Honda Civic, rất nhiều. Nói chung là đi chiếc xe này chị nghĩ là chị có rất nhiều cảm xúc. Nếu mà có nhiều thời gian, chị nghĩ chị có nhiều thời gian thì chắc là hàng đêm những lúc mà chị cảm thấy là cuộc sống rảnh quá nhiều, hay là cuộc sống nhiều áp lực quá, chị sẽ lấy xe ra chị đi. Sự thuyết phục đấy. Có nhiều anh chị nói rằng là chiếc xe như này, một chiếc Nissan có gì đặc biệt đâu mà lại được gọi là siêu xe. Đây là một trong những cái siêu xe mà mình cảm thấy rằng là ưng ý nhất. Đó, các bạn thấy không? Chị Huệ trải nghiệm rất nhiều siêu xe rồi, thế mà lại bị thuyết phục bởi chiếc Nissan GTR Nismo này. Có một cái điều nữa là chiếc xe này là cái phiên bản giới hạn. Và chúng ta có một cái màu sơn. Chị cảm nhận sao về cái màu sơn này? Cái màu sơn này rất là đẹp. Màu này rất đẹp. Tuyệt vời đấy. Chị rất thích màu này. Màu này đẹp. Có nghĩa tại sao mình thích? Bởi vì là siêu xe, có những siêu xe nó chỉ đi ở được một cái cung đường nào đó, hoặc là đi ở những cái chế độ nào đó. Nhưng mà chiếc xe này nó quá đa năng với chị. Có nghĩa là cung đường nào cũng có thể sử dụng được, cũng có thể chạy được. Thích tăng tốc độ thì cũng tăng được. Thậm không hề kém cạnh luôn. Không kém một chiếc xe nào gọi là siêu xe cả. Thứ hai là nếu mình sử dụng trong cái phạm vi là thích nhẹ nhàng thì đương nhiên cái hình thức nó không thể nhẹ nhàng, nhưng cái chế độ lái của nó cũng có gần như là nó bao trùm được tất cả những cái mưu cầu của mình. Nếu như mình cần những cái gì trong cái lúc này, tôi rất muốn trải nghiệm cái cảm giác lái nó như thế nào, thì tôi cũng sẽ chạy được cái cảm, thể hiện được cái cảm giác lái nó mang lại cho tôi cái cảm xúc đó. Hoặc giả là những lúc mà tôi muốn nó nhẹ nhàng hơn, tôi cũng có thể sử dụng cái cảm giác lái nó nhẹ nhàng hơn. Wow. Thật ra chỉ mới vừa chạm chân ga thôi. Nó chưa thật sự hết cái sự tăng tốc của nó chưa. Bởi vì tại sao cái đường này cũng vẫn chưa đủ để chúng ta sử dụng được cái điều này. Nhưng mà cảm giác rất là thích.
phê. Chết thôi, mỗi lần đi xe mà kiểu như được đạt được cái tốc độ mà mình cảm thấy thích, nó cảm thấy phấn khởi kinh khủng. Vừa rồi là tay em là phải bám chắc đấy. Thế à? Như em thấy thì để mà phụ nữ đam mê siêu xe rồi đặc biệt là thích chiếc xe này và có thể chạy được, cầm cương được thì em nghĩ không nhiều đâu. Chị nghĩ là cũng nhiều chị em rất là thích xe, thậm chí có thể là chạy còn giỏi hơn chị cơ. Nhưng mà chị có điều rằng là chị cũng may mắn hơn tất cả những chị em phụ nữ đó, là gì chị là người được trải nghiệm nhiều hơn họ mà thôi. Này, chứ còn nếu mà là có cơ hội thì chị nghĩ rằng là cũng rất nhiều chị em phụ nữ thích chạy xe như chị, thậm chí chạy giỏi hơn. Em đang hơi nín thở một chút. Ôi. Rất ok em ơi. Wow. Tiếng vô ở tốc độ này cũng khá là ok đấy, cũng yếu như mình nghĩ đúng không? Cảm giác mình hoàn toàn làm chủ chiếc xe đúng không? Em chạy xe khá nhiều đấy, nhưng mà em nghĩ là có nhiều anh em mà chạy với chị thì thôi, chịu đấy, chịu. Hiện tại thì chiếc xe này đâu đó thì khoảng gần 600 mã, và những người chơi xe thì đâu đó có thể độ lên đến gấp 3 lần đấy. Chiếc này mà chị nghĩ nếu mà độ lên gấp 3 lần thì hôm trước em có xem ngoài một sự tưởng tượng của hôm chị. Trước em có xem một video khá là vui. Chị biết là chiếc xe này đua với chiếc Bugatti và chiếc GTA này thắng. Là thắng. Một chiếc siêu xe mà ví dụ như là Ferrari hay Lambo quá nhiều. Để có một chiếc đặc biệt như này thì thật sự là nếu mà các bạn có lựa chọn cũng hoàn toàn xứng đáng. Xứng đáng. Đó, ai có muốn lựa chọn thêm chiếc này thì tập chị Huệ. Chỉ để... có một chiếc thôi. Lâu lâu em mới thấy có một ngày chị thoải mái như thế này. Thì em cũng biết là thị trường là gọi là thị trường xe nói chung bây giờ thì cũng đang gặp khó, bởi vì gọi là thị trường tài chính thế giới mà đang khủng hoảng. Thì chị có chia sẻ gì về công việc và thị trường xe hiện tại không? Thật ra thì công việc hiện tại thì nói chung là nó là xu thế của thị trường rồi. Có nghĩa là thị trường đang rất khó khăn. Chưa bao giờ chị nghĩ rằng là đi kinh doanh xe mà khó khăn như hiện tại cả. Gần như là ý ẩm đến mức chẳng bán được chiếc xe nào. Mà nếu có bán được thì em thấy đấy gần như cắt lỗ hết. Lỗ từ chi phí tài chính cho đến lỗ cái giá mình nhập vào. Nếu cái thị trường nó cứ mãi như thế này thì gần như tất cả những người đầu tư kinh doanh như chị thì không biết sẽ ra sao. Khó khăn vô cùng luôn. Xe lớn lỗ theo kiểu xe lớn, xe nhỏ lỗ theo kiểu xe nhỏ. Nói chung là rất là buồn. Mình mong rằng là chị thì chỉ mong rằng là từ giờ trở đi thì cái thị trường nó sẽ ấm dần lên, để cho những nhà đầu tư kinh doanh nó cũng bớt đi sự khó khăn. Sau cơn mưa trời lại sáng. Hy vọng thế. Wow. Chị cảm nhận sao về thiết kế của chiếc Nissan này? Quá đẹp. Đủ mạnh mẽ. Về phần thể thao thì em thấy rồi đấy. Đầu xe, đuôi xe có độ mềm mại xong cũng sẽ có những cái sự mạnh mẽ nhất định. Và em nhìn thấy rất nhiều các cái chi tiết carbon làm điểm nhấn, như là về phần nóc capo này, cản trước này, líp này, đuôi xe. Và đối với em, phần đuôi xe là một trong những nét đẹp nhất của những chiếc GTA. Nó có một cái gì đấy á, bụn bặm, đường phố và cơ bắp. Em nghĩ rằng nếu ai đó đam mê xe và thích những cái dòng gọi là siêu xe, khi mà cầm lái chiếc GTA này thì chắc là sẽ không muốn rời. Chị không có điểm gì để chê nó cả. Không biết chê gì. Ngoài ra là chỉ cần thêm một chút tiếng bô của nó. Đúng rồi, đúng sẽ rồi. Trở nên hoàn hảo. Vậy thôi. Sau khi trải nghiệm cùng chị Huệ, đó là cảm xúc của hai chị em. Vậy các bạn cảm nhận về chiếc Nissan GTR Nismo này như thế nào? Hãy để lại dưới phần comment. Xin chào!